Dạ vâng, em Tuấn Hưởng Audio xin kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Và xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian cũng như là quan tâm đến kênh của em Tuấn Hưởng Audio. Và cũng trong thời gian qua, rất nhiều các bác đã nhắn tin gọi điện cho cửa hàng bên em Tuấn Hưởng là lên sóng những cặp loa cây, loa cột. Thì trong clip ngày hôm nay, cửa hàng bên em mới cập bến được đôi loa của hãng Tai Loi có model là Sensi 2 Maple. Và đôi loa được cập bến tại cửa hàng bên em trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhá. Tất cả còn zin nguyên bản luôn ạ. Với cái giá mức tiền thì là chưa đến 10 triệu đồng đâu các bác nhé. Đấy, nhưng mà đôi loa các bác có thể chơi những đa loại nhạc. Các bác chơi nhạc mạnh, nhạc nhẹ hay là nhạc tiết tấu nhanh, nhạc high end rất là hay các bác nhé. Và cũng không để mất cho thời gian của các bác phải chờ đợi lâu. Sau đây em Tuấn Hưởng sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc nét của đôi loa để cho các bác cùng trải nghiệm mức độ đẹp của đôi loa. Cũng như là chiếc màn hình nhỏ các bác, đây là đôi loa của hãng Tai Loi các bác nhé. Đấy. Loa sử dụng là 2 bát 16 cm trên một thùng loa các bác nhé. Sử dụng 2 bát 16 cm trên một thùng loa và một chép đôm các bác nhé. Đấy. Gân là gân cao su mềm. Đấy. Rất là dễ đánh các bác nhé. Nghe. Đấy. Gân cao su mềm đấy ạ. Các tuyến loa, tất cả mọi thứ còn đẹp xuất sắc các bác nhé. Và bên trên là sử dụng là một con chép đôm. Chép đôm này giúp cho cái đường tiếng, cái tiếng nó đánh cực kỳ là tơi, cực kỳ là hay các bác nhé. Đấy, cái tiếng chép đôm là rất là hay luôn ạ. Đấy. Và đây cũng như là có một cái bên ngoài thì có một cái tấm gọi là cái tấm lưới của chép đôm là giúp cho chép đôm nó không bị móp méo các bác nhé. Đấy. Bên dưới thì cũng có in một cái dòng chữ Tai Loi ở bên dưới đây ạ. Đấy. Và trong cái mức giá là chưa đến 10 triệu đồng thì các bác là sở hữu một mình một đôi loa Tai Loi này, nhưng mà chơi đa loại nhạc thì rất là hay các bác nhé. Đấy. Về thùng quách con này thì đã đẹp xuất sắc các bác nhé. Thùng quách là rất là đẹp luôn ạ. Vuông thành sát cạnh, không sứt mẻ bẻ lở gì các bác nhé. Đấy. Vân là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cũng như là các bác là ở trong những không gian chung cư thì các bác có thể bày trên hai cái bên kệ tivi thì rất là đẹp các bác nhé, không tốn diện tích đấy, nghe hay bày đẹp. Các bác có thể bày trong những phòng làm việc hay là phòng ngủ, không giữ tốn diện tích các bác nhé. Đấy. Và đây cũng như là phần hậu của đôi loa các bác nhé. Thường thì những sản phẩm cửa hàng bên em về cập bến về hay là lên sóng các bác thì cửa hàng bên em đã tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi các bác nhé. Và đây cũng có một cái lỗ thông hơi đằng sau đây ạ. Đây là cái tem của đôi loa các bác nhé, Tai Loi Sensi 2 Maple. Và đây là cầu loa các bác nhé. Và các bác đôi này có thể các bác đánh được hai cầu các bác nhé. Các bác có thể chơi cầu bi am hay bi oai được các bác nhé. Các bác đã bày biện trong những không gian gọi là phòng khách chung cư, các bác có thể bày trên hai kệ tivi bên cạnh những con phòng tivi hay là những phòng ngủ, phòng làm việc thì rất là đẹp các bác nhé, nghe hay bày đẹp. Và đến phần báo giá của đôi loa là cửa hàng bên em đang bán cho các bác với cái giá là chỉ có 9 triệu đồng thôi các bác nhé. 9 triệu đồng là các bác đã được sở hữu một đôi loa hãng Tai Loi Sensi 2 Maple. Và clip ngày hôm nay cửa hàng bên em xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Và các bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho em Tuấn Hưởng xin một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để bên em có thể ra được những video hay là sản phẩm mới nhất để phục vụ cho các bác. Và clip ngày hôm nay em xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.